Xin kính chào tất cả quý cô bác cùng tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Kính chúc tất cả mọi người có một buổi xem video vui vẻ, hạnh phúc và gặp thật nhiều điều may mắn. Thì như mọi người đã biết đấy, cái thời gian vừa qua thì em Tuyên cũng là đang bị ốm do dịch Covid. Thì vừa rồi thì cũng em Tuyên cũng khỏi rồi, nhưng mà cái thời gian vừa qua nó khỏi xong ấy thì người nó vẫn chưa thực sự tỉnh táo, nên là em Tuyên cũng là ở nhà nghỉ dưỡng cho nó khỏe hẳn đi, xong bây giờ là mới có dịp để vào quay lại với thôn Đề Chia. Thì như mọi người đã biết đây, thì đây là tất cả là những bà con thôn Đề Chia đang tập trung ở dưới cổng làng thôn Đề Chia rồi. Ngày hôm nay là em Tuyên vào để thông báo cho bà con những cái tin vui, tin mừng như mọi người nhá. Ngày hôm nay thì em Tuyên như mọi người đã biết là ở đằng sau đây này, đằng sau đây là những xe ô tô em Tuyên đã thuê vào để chở những món đồ như là bánh kẹo và những món quà Tết của các cô các chú gửi cho bà con Đề Chia nhé. Bây giờ xin tất mời tất cả các cô chú anh chị cùng theo chân em Tuyên cùng bà con gửi những đồ này lên trên thôn Đề Chia và nhận những phần quà để chúng ta cùng đón một cái Tết mới nhé mọi người nhé. Em Tuyên xin mời. Anh ơi, anh mở cửa cho em đi, lấy cho bà con lấy cửa lấy đồ đi. Đây xá ơi, bảo bà con lấy đồ đi. Có cả quần áo này, xong rồi đồ đạc này. Đấy, tiện thì hôm nay là em Tuyên cũng để có xe để mang vào luôn đấy. Và các quần áo cũ là các cô giáo, các cô chú gửi lên này. Và ngày hôm nay là có những cái phần quà như là bánh kẹo Tết này của gia đình chú Cường ở bên Canada gửi cho bà con nhé. Đấy, hôm nay bà con sẽ có một cái Tết rất là vui. Đây thì đây xe đã vào và đã bốc đồ, bà con đã bốc đồ xong. Bây giờ chúng ta cùng nhau lên thôn nhé, mang những món đồ lên thôn nhé mọi người nhé. Và đây mọi người ơi, thì em Tuyên và em Tề đang đứng ở cái điểm chụp ảnh. Đấy, Tề hôm nay nhìn rất đẹp trai này. Đang nghỉ chân ở đây mọi người ạ. Vì là cũng vác đồ lên, bà con thì cũng đã vác đồ lên trên rồi. Mệt quá. Vác đồ thì vậy, vui quá. Vui à. Thì năm nay bà con lại được... có các cô chú cho quà ăn Tết chẳng vui à? Vâng, đúng không? Đúng rồi. Thế là cảm ơn các cô các chú. Thế là chúng mình qua để cho cái quà em bà con ăn Tết thì em vui đấy. Nhiều hơn, sức khỏe hơn, không bị mát vừa. Thì em Thề và em Tuyên cũng đang ngồi nghỉ ấy. Em Thề cũng nói là hôm nay là được rất là vui khi các cô các chú cho những món quà để cùng nhau đón Tết ấy. Đấy. Nhưng mọi năm là không có đúng không? Ừ, đúng rồi. Mọi năm, năm ngoái thì có, năm ngoái là anh cho một lần. Năm ngoái là anh có vào lần đầu tiên anh biết đến thôn Đề Chia, là vào đến thôn thì đợt đấy là cho có chị Linh ở trong Hồ Chí Minh. Đúng rồi. Là cho chăn này, cho mì tôm này, cho gạo này đúng không? Đúng rồi. Cho nước mắm này. Đúng rồi. Đấy, đấy là lần đầu tiên anh biết đến thôn thì mình đấy. Còn năm nay bà con lại có quà tiếp là rất là vui rồi. Hôm nay thì cái thời tiết thì nói thật với mọi người, sáng nay vào nó rất là rét. Sáng nay ở ngoài là 4 độ cơ. Nhưng mà vào đây hiện tại bây giờ nó cũng trời nó nắng ấm dần lên rồi. Mọi người xem là hiện tại là cái dòng sông thì nó điều hưu. Hiện tại nó đang vào cái mùa khô ấy. Hiện tại người ta gọi là mùa khô, mùa cạn nước. Đấy. Nên là nước nó không rất là đẹp, màu nó rất là xanh biếc, rất là đẹp. Tết này mấy nữa anh em mình có thuyền anh em đi chơi ở đây rồi. Lúc trước thì có mấy mấy người thì phải chơi đây. Cây đi ở bên kia nhìn thấy ở trên này ở trên kia đi ra nó có một đấy nhỉ. Nào tết này vào rồi anh em đi chơi nhỉ. Đúng rồi. Đây mọi người xem dòng sông nó đẹp như này, có thuyền đi giữa dòng sông đi trải nghiệm rồi nhâm nhi, có thể là Tết thì mình nhâm nhi cốc bia ấy. Vừa đi vừa ngắm chơi Tết luôn nhỉ. Đúng rồi. Đấy. Thôi bây giờ có lẽ là em Tuyên với bà con lại tiếp tục lên thôn đây mọi người ơi. Đây các em này. Đây mọi người ơi, thì cuối cùng đã bê đồ đến trên thôn rồi. Vì trời mưa
ở trên Mèo Vạc này vừa rồi nó mưa mất một tuần liền. Mọi người xem này, cái ngày mới đang nắng ấy thì em Tuyên mới vào được. Mưa quá này không đi được cái đường ở đằng sau thôn ấy, cái đường đằng sau thôn nó đang làm ấy, nó mưa quá này em Tuyên không đi được, em Tuyên phải đi đường này. À, bây giờ bà con sẽ tập trung ở đây xong rồi tí sẽ phát quà nhá mọi người nhá. Đây rồi. À, như mọi người biết ở trên vùng cao Tuyên đấy thì Tết đến là các em hay chơi cái món này, cái này gọi là củ sảng này. À, thực ra cũng một cái thiệt thòi rất là lớn đối với các mầm non tương lai của bà con thôn Đề Chi ở trên này. Thì như mọi người biết đây là nền đất đấy nên là chơi nó không được sạch sẽ cho lắm. Đấy. Đây là mình. Đấy. Rất là vui. Một người quay, một người ném vào. Cô Mai Thanh ơi, em này bây giờ cháu mới thấy em phải cười rồi. Em này ngày xưa không mà cười mấy đâu, hôm nay thấy chơi sảng là cười vui lắm. Đây này. Đây thì cũng đang trong cái lúc chờ đợi bà con mang đồ lên ấy và nghỉ ngơi một chút thì đây mọi người xem này. Cả em nhỏ này chơi đá cầu. Chơi hết, nam nữ chơi hết. Thề là bố trẻ con rồi đấy. Ấy rồi. Thề được có 3 quả, 4 quả đấy à? Đấy. Em chơi ấy, tân thì giỏi hơn. Thì đây là những bọc đồ của gia đình chú Cường ở bên Canada có gửi về cho bà con đấy. Thì bây giờ bà con đã bê lên đây rồi. Thì như mọi người biết là cái quãng đường nó cũng khá là mệt đấy. Bà con vừa nghỉ ngơi xong. Thế ấy, bây giờ em giải bạt ra đi. Bây giờ là sẽ giải bạt ra là chia những món quà này. Đây là những món quà Tết đầu tiên của bà con tôi được chia mọi người. 23 xuất quà. Rồi giải ra đấy, ok. Xong rồi bây giờ bê đồ này ra. Đâu bê hết đồ ra để cởi ra. Ừ.
cứ rồi đấy. Chú Sử ơi, đây đồ kia ra cởi ra thôi. Xếp ra xá. À, mọi người ơi, năm nay thì bà con thôn Điều Chia em Tuyên nghĩ là sẽ là có những món quà Tết rất là to và ý nghĩa với bà con. Và năm nay thì rất là đặc biệt với bà con thôn Điều Chia đấy. Vì như mọi người biết là cái con đường, cái đầu tiên là chiếc cầu khỉ chúng ta đã làm xong. Cái thứ hai là những con đường bà con đang làm. Đây thì như mọi người đã thấy thì em thề với bà con đang cởi hết những cái bó đồ ra. Đáng lẽ là đang để ở những cái túi đỏ này nhưng mà em thề là cởi ra cho đẹp. Cất túi đi, không thế bà con lại cần túi đấy. Mỗi gia đình một túi. Bà con ra hết chưa? Thế ơi, bây giờ em sẽ bảo đại diện mỗi gia đình đứng ra một người cho anh. Thế đứng ở đây. Đứng ở đây. Nên cho mình nhỏ kia. Đi ra ngoài. Vâng, đây mọi người thì bà con tập trung hết chưa em? Tập trung hết rồi, tất cả 2-3 hộ nhé. Đấy thì thế này, ở đây thì em cũng xin nói luôn cho bà con nhé. Ở đây là phần quà của gia đình chú Trần Văn Cường ở New York, Ontario ở Canada nha mọi người nhé. Thì có xin gửi chuyển cho em Tuyên là 17.735.000 đồng. Thì chú là trước hết là chú xin tặng gia đình chị Cái, là một hộ gia đình rất là khá là đặc biệt ở trong thôn này. Thì như mọi người đã biết là gia đình chị Cái thì chồng đã mất. Bây giờ một mình chị là phải nuôi là 5 người con và một mẹ già. Mà hộ gia đình chị Cái thì khá là đặc biệt luôn. Gia đình ngôi nhà rất là sậm sệ hết rồi. Đấy, thì gia đình chú Cường là xin tặng cho gia đình chị Cái là 1 triệu đồng này. Thì là còn 16.735.000 đồng. Thì hiện tại là còn 22 hộ. Thì chú, gia đình chú Cường xin tặng cho mỗi hộ trong gia đình này là 500.000 đồng. Đấy thì là để cho bà con sắm Tết mọi người ạ. Thì là 22 hộ tặng 500.000 đồng là 11 triệu đồng. Và còn là 5.735.000 đồng thì là sẽ là để dành là mua 23 xuất quà này cho bà con để chia nhá mọi người nhá. Đây như mọi người đã biết, đây là những xuất quà Tết đã mua cho bà con đây rồi. Thì
Một suất quà Tết này là 230, thì 23 suất quà này sẽ là 5.290.000 đồng mọi người nhé. Đấy. Thì cái số tiền còn dư ấy là 445.000 đồng. Thì gia đình chú Cường từ đầu có muốn dành tặng cho em Tuyên 700.000 đồng. Nhưng mà hiện tại thì em Tuyên nói thật mọi người là khi đi sắm đồ Tết ấy, thấy đồ Tết nó rất là đẹp, thì cũng muốn góp thêm phần nào đó để cái số tiền để cho cái món quà cho bà con đầy đủ hơn. Thì em Tuyên xin cảm ơn tình cảm của gia đình chú Cường. Cái số tiền gia đình chú Cường muốn tặng cho em Tuyên thì em Tuyên sẽ xin góp vào để làm chi phí cùng 400.000 còn dư đấy, sẽ để làm cái chi phí là vận chuyển thuê xe vào nhá. Vì mọi người biết là bà con tuổi chia thì không thể đi được cái đường này vì nó mưa mưa xong, và chúng ta chở nhiều đồ như này thì chúng ta phải thuê ô tô vào mọi người ạ. Đây như mọi người đã thấy đây, thì bây giờ thì em Tuyên sẽ xin gửi tặng cho bà con này. Đây nhá, thế nhá. Bây giờ là gia đình chị Cái đâu nhỉ? Đây. Hôm nay là bà con lần đầu tiên sẽ là có quà, vừa có quà vừa có tiền để ăn Tết nhá. Đấy. Thì em bảo với bà con là như vậy. Đây là phần quà của chú Cường ở Canada nhá. Dạ cho nên mà nói cho phần tua lo phần Canada. Mỗi lần chưa. Gia đình chú Cường là xin tặng riêng cho gia đình nhà chị Cái. Vì mọi người biết gia đình chị Cái là một gia đình rất là đặc biệt đúng không? Rất là khó khăn. Và bây giờ một chị Cái là phải nuôi một mình là 5 người con và một mẹ già đúng không? Thì gia đình chú Cường là xin tặng cho gia đình chị Cái là 1 triệu đồng. Đây, xin tặng cho chị này. Vâng. Rồi, xin cảm ơn. Thế là bây giờ mọi người ạ, bây giờ là đã xong gia đình của chị Cái rồi. Thì bây giờ sẽ đến là 22 hộ còn lại. Mỗi 22 hộ còn lại này, mỗi gia đình sẽ được 500.000 đồng. Nhá. Bây giờ anh sẽ xin gửi tặng từ bên này nhá. Đủ hết rồi đúng không? Đủ hết mà. Đây. Xin gửi tặng em. Xin gửi tặng em. Chà nhá. À, đây, thừa. Ơi kẹp vái chết. Xin gửi tặng chị nha. Xin gửi tặng chú Sử. Đâu, xin gửi tặng em Xá này. Đây, xin gửi tặng gia đình vợ anh Chính này. Con xin gửi tặng bà nhá. Con gửi tặng bà nhá. Con xin gửi tặng cô này. Gia đình chị Cái là có rồi nhá. Đây nhá, gia đình xin gửi tặng gia đình Xính này. Đây, xin gửi tặng gia đình Xính Pa này. Xin gửi tặng gia đình A Thà này. Xin gửi tặng gia đình A Phú này. A Phú đẹp trai vừa đi làm về. Xin gửi tặng gia đình A Lý này. Xin gửi tặng gia đình A Thà này đúng không? Bây giờ xin gửi tặng gia đình anh Phình. Vâng. Ôi, sao xếp đi lầu nữa. Xin gửi tặng gia đình Anu. Đấy. Đây, xin gửi tặng gia đình em làm lúa đúng không? Ừ. Xin gửi tặng gia đình chị Mai nhá. Xin gửi tặng gia đình A Súng này. Xin gửi tặng gia đình A Xính này. Xin gửi tặng, đây là gia đình A Lúa này. Vâng. Vâng. Còn cuối cùng là gửi tặng gia đình em Thề. Rồi. Đấy. Thì như mọi người đã thấy thì em Tuyên đã trao xin gửi tặng hết những cái phần quà cho gia đình bà con. Đây là mỗi gia đình là 500.000 đồng nhá. Đấy. Thì bây giờ là đến là cái phần quà riêng. Đấy. Mỗi gia đình sẽ được một tặng phần quà. Đây. Xin gửi tặng chúc mừng nhá, chúc mừng Tết gia đình và gia đình nhá. Xin chúc mừng em nhá. Vâng, xin chúc mừng chị nhá. Xin mừng chú Sử nhá.
Con à, xin chúc mừng bà này. Xin chúc mừng bà nhá. Ôi trời ơi. Vâng, xin chúc mừng chị cái này. Xin mừng, chúc mừng em này. Đây, xin tặng em. Đâu, quả gia đình à, con tặng cô này. Quả gia đình ạ, à, em xá này. Vâng, quả gia đình A Thà nhá. Quả gia đình A Phú này. À, quả gia đình A Lý này. Quả gia đình A Thà này. Quả gia đình anh Thành này. Quả gia đình A Nu này. Quả gia đình A Lúa này. Chị Mai này. Quả Nu này. À, quả Súng này. Quả A Thề này. Quả gia đình A Xính này. Đây là phần quà cuối cùng là của gia đình nhà anh Lúa. Vâng vâng, đây mọi người ơi, thì hiện tại bây giờ em Tuyên đã xin gửi tặng hết những món quà cho bà con rồi. Thì thực sự mọi người là hôm nay là một ngày khá là ý nghĩa đối với bà con Thủy Chia mình. Đúng là đây là năm đầu tiên thì em Tuyên thấy là bà con Thừa Chia là có được những phần quà thật là to và ý nghĩa, và hiện tại không có những quà mà có thêm một chút tiền nào đó để cho bà con sắm Tết. Thì đấy, thì thề bây giờ nhá, em có thể nói với anh, với chú Sử, với bà con, đây là phần quà của chú Cường ở bên Canada gửi tặng cho bà con mình. Đấy. Gia đình chú Cường ấy thì có xin chúc bà con mình, em đứng đây, em bảo bà con là gia đình chú Cường ấy thì có xin là gửi chúc bà con thôn Địa Chia mình là sức khỏe và có một cái Tết thật là to nhá. Đấy, đấy, đấy thì em bảo lại với bà con. Đây là sát sinh. Đấy, sát sinh là phụ nữ. Anh bảo này, thì là có rất nhiều lần ấy, thì các cô chú là muốn là nghe đại diện là chú Sử là trưởng thôn nói lời cảm ơn. Thì bây giờ em bảo là chú Sử có thể nói một chút lời cảm ơn bằng tiếng Mông, xong em dịch lại nhá. Đây đây. Chúng bạn, có rất nhiều cô chú anh chị ấy, rất là muốn là nghe là chú Sử. Đây, chú Sử đứng đây. Đấy, rất là lâu lắm rồi không gặp chú Sử, hôm nay là tóc tai hơi dài rồi. Đấy. Thì như mọi người biết đây là bên cạnh em Tuyên, đây là chú Sử mọi người ạ. Thì có rất nhiều các cô chú cũng muốn là nghe chú Sử là một người đại diện trưởng thôn đấy. Thì hôm nay là em Tuyên cũng muốn là đại diện trưởng thôn chú Sử là có lời cảm ơn gia đình chú Cường vì đã có những phần quà thật là ý nghĩa đối với bà con để bà con ăn Tết. Thì chú Sử xin nói bằng cái tiếng Mông, xong rồi em thề sẽ dịch lại nhé. Đây, xin mời chú. Là tự nhiên ai là thề nghe này, thề là tổ nhẹ sợ này, chín sợ này, tổ lại bao ta bé chọn nhẹ, nhớ trò trò sát khô xì khô lo chọn nhẹ, bút tay chờ chọn nhẹ mà tôi biết cái này, hạt tiền có lại bao ta này thứ hạt tiền che trò bé chọn nhẹ lo, mà nhưng mà giờ tiền bé nó che, lo này bữa cha bữa giờ mi tha mi chô bữa cha giờ mua, ta hồ mi che thứ mua, mà nhưng mà xuất sinh trò trò này cho nhẹ sợ chín sợ này, sợ ta nhớ cá nhớ sống bé rồi, tôi nhớ cá nhớ sống nha, xuất sinh này. Đấy, bây giờ thề có thể dịch lại bằng tiếng phổ thông cho các cô chú biết không nhỉ? Ui, hôm nay em thay màn của... Không, chú Sử vừa nói gì nhỉ? Đúng rồi. Chú Sử vừa nói những cái gì ấy, thì em dịch lại cho vào các cô các chú biết. Cái là không hiểu. Không hiểu á? Thế xá rồi. Xá đâu nhỉ? Đâu xá rồi? Thế đấy, đây là rất là khó cho bà con ở trong thôn Điều Chia này. Có rất ít người biết tiếng phổ thông. Thế bây giờ nhá,
chú Sử, chú vừa nói bằng tiếng bà con mình đúng không? Vâng. Thì em dịch lại cho các chú biết là chú Sử chú nói những gì đi. Vâng. Tất cả các chú chú Sử này là chú Tho, nó bảo nó thì tất cả các chú cho một ít quà, cho một kiểu mà cho tiền các kiểu như ăn Tết, thì tất cả các chú là ăn sức khỏe mong muốn cho thôn này ăn Tết, cho có kiểu ăn Tết thì chú Sử nó một tía cho ăn Tết dành cho tất cả các chú nó, thì các chú thì ăn sức khỏe thì mong muốn thì cùng mời bà con cùng ăn Tết, thì các chú nhiều ăn sức khỏe. Thấy cái video này đăng ký kênh cho anh chị Hàm Gia thì chiêm sợ. Rồi. Vâng, thưa mọi người, thì đấy là những cái lời nói cảm ơn của chú Sử đối với chú gia đình chú Trần Văn Cường. Nhân đây thì cho kênh Tuyên Hà Giang và cũng toàn thể 23 hộ biệt lập của bà con thôn Địa Chia xin một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến chú gia đình chú Cường đã có những cái một phần quà và thật là ý nghĩa đối với bà con, để cho bà con có một cái Tết thật là đầm ấm. Và cũng cho em Tuyên xin được chúc gia đình chú Cường sang chuẩn bị tới đây có một cái Tết thật đầm ấm, sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, và là có một cái năm mới là an khang thịnh vượng. Xin chúc gia đình chú đón một cái Tết thật là to, và luôn luôn là mong gia đình chú đồng hành cùng kênh Tuyên Hà Giang và cũng đồng hành cùng bà con Tuyên Hà Chia để có rất nhiều phần quà thật ý nghĩa đối với bà con nhá. Nào bây giờ nào, cả bà con Tuyên Hà Chia mình nào xin vẫy tay cảm ơn gia đình các chú nào. 1, 2, 3, cảm ơn các cô chú. Bây giờ bà con đã nhận quà xong hết rồi. Đây là, bây giờ bà con mới lấy túi về. Vui quá. Đấy, bà con bây giờ là những cái túi này về này. Rất là vui khi năm nay bà con sẽ có một cái Tết nó đầm ấm hơn.